Khúc này vui dễ sợ luôn, thấy không? Chị hôm qua ổng mằng mình chịu chắc ổng tức lắm rồi. Hôm qua em thấy á, em núp núp á, em nhìn ổng á, trời em thấy ổng khui ha, mặt đỏ trơn luôn, chắc ép tìm cái gì vậy. Vui dễ sợ luôn. Kìa kìa kìa, chàng khúc này nè mới vui, khúc này mới vui nè. Ổng không biết trời. Được, không biết sao nha. Ê, hết hồn. Làm gì vậy? Làm gì đâu? Có gì mà cười á? Có gì đâu? Có gì đâu? Gì vậy? Buồn có hồn trời. Buồn có phim đi mà. Ủa coi phim ra đây ngồi coi hết hả? Mẹ. Đi đâu? Hả? Đi đâu vậy? Đi đâu cổng đi vậy? Vậy? Trời ơi, hôm qua tính năm mới thua 1 triệu á, bữa nay tính gỡ lại chơi. Bữa nay có cái trò này nè, rất là hay luôn. Chơi gì? Chơi thì em chơi với anh rồi đó. Ông rủ mình đánh bài gì chị ơi? Hả? Ông rủ đánh bài. Thiếu nhà thiếu một tay nha. Hả? Làm gì chơi gì? Hả? Có một cái trò chơi rất là đơn giản. Hôm qua thua khô bia. Biết rồi, biết anh thua 1 triệu à. Rồi sao? Nhưng mà tức quá à, khô bia không ra tức. Tức gì? Rồi bây giờ cá với tụi em gì nữa? Cái gì mà đem bài đem ly ra đây? Nè, cái trò chơi anh á là bữa nay rất là đơn giản. Bây giờ mà nếu mà chơi á là có thử thách cái gì đi? Cái gì tụi em hết tiền nha, thử thách cái gì? Trời, mới ăn 1 triệu hôm qua mới nói than hết tiền rồi trời. Hết tiền rồi, hay hả? Em không có tiền đâu. Trời ơi, nhỏ này có tiền không? Không, em cũng không có tiền đâu. Chút qua quê lóc mà không có tiền, ly ngô quê lóc gì mà không có tiền với chân kỳ vậy. Nghèo rồi, dạo này nghèo lắm anh ơi. À, bây giờ nè, nếu á, bây giờ cái bữa nay có anh có một cái trò chơi để anh làm cho trò chơi nha. Kẹo nếu hơn. Mà thắng á, thì anh cho 500 ngàn, 500k. 500 hả? Ừ, tiền không gà đó, tiền mấy cái tiền mà cá độ của mấy đứa ngu ngu á. Thì ăn cũng được bộn nữa rồi, phải trả lại bớt. Đứa nào anh ngu có tiền dữ 500 nha. Không? Nè. Sao? Bây giờ tờ 500 phải không? Bây giờ em á thử á, mà em đặt cái lá bài lên, bài sao lá bài á mà nó đây cái lá bài vậy phải không? Em làm sao mà cái lá bài á đặt á mà nó đứng lên được cái mặt ly nè. Đứng lên mặt ly hả? Ừ, nó giữ thăng bằng ở miệng ly. À. Thử coi. Ủa vậy rồi có cho thời gian gì không? Là... Không không, có này đặt 5 lần thôi, bây giờ mới đầu mình cái này mình mới đầu thôi. Ừ, để đặt cái này lên dễ rồi. Nha, dễ đó. Dễ đó. Lên là ăn đúng không? Đó, đặt thử coi. Thăng bằng nửa bên hả? Nửa bên vậy hả? Được rồi đó chị. Mấy tiền liền xong trời ơi. Trời. Lẹ quá trời lẹ ha. Ủa gì chứ hả lại nãy mới nói là để đi chăng trong này là được rồi, người ta dỡ lên được thì lấy chứ. Rồi sao? Thì anh kêu á là để lên thử coi được không? Sợ mà để ừ, được ừ, thôi. Là sao vậy? Nè, bây giờ cái trò chơi trả tiền lên đây đi. Nè. Ôi chị Hằng, chị thấy có cái nắp bia trong đây. Để tiền lên đi. Nè, bây giờ anh có 500 để dưới phải không? Bây giờ em gác lá bài lên đây. Gác sao như nãy vậy đó. Anh phải nói gỗ. Thử gác vậy. Ừ. Nè, vậy được lấy tiền rồi. Tào lao chưa? Đó, bây giờ gác mặt bằng phải không? Làm sao em để được cái nắp bia nè, cái này cái nắp bia phải không? Em để ngoài cái chóp nè. Mà cái lá bài á mà nó không bật xuống. Không bật xuống phải không? Thí dụ em để trong cũng được. Rồi cái cho đụng được. Bài hay là ly gì không? Không. Hay là cho một lần thôi. Có nghĩa là em để cái lá bài lên là giữ cố định là nó vậy được rồi là em sẽ để nắp bia lên. Ừ. Để chứ lên không cho rồi dịnh, xong rồi hả? Chứ không cho dịnh lá bài, không cho dịnh ly, không cho lịnh dịnh hết trơn nha. Ừ. Được không? Bây giờ giảm à? Bây giờ anh á, bây giờ anh cho là sao? Mỗi đứa 3 lần thả. 3 lần phải không? Ừ. 3 lần. Chút qua 3 lần là 6 lần. Ừ. Nếu mà ăn á thì được 500 ngàn. Còn thua á là phải tối dẫn anh đi ăn nha. Chơi à. Ừ. Được. Hai ăn, đứa. Chưa? Ừ. Mà không có tiền nhưng mà dẫn đi ăn thì được. Ừ. Được. Không dẫn có tiền. Ăn cái gì cao cao sang sang quý quý chút xíu ha. Dẫn cho ăn tô cho. Vậy chút qua làm đi. Cái gì? Cháu lòng không chịu ăn cái gì nó bự bự. Đó, cái gì? Em có nói gì đâu. Nè, bây giờ nè. Bây giờ nè, bây giờ cầm đi. Bây giờ cho ba làm, chút qua làm trước hay ly làm trước? Em làm trước. Ờ đó. Để làm. Để lên. Không, để vô ngay giữa ly đàng hoàng đó. Ừ. Vậy là chị là không cho đụng luôn đó phải không? Ừ, đó. Bây giờ chị đợi lên thôi. Ừ. Rồi. Lao đó. Để trên cái đầu trời ngoài, ơi, đầu trời trong cái ai cho mà để chính giữa đây mà để không được. Là để ngoài đúng không? Ừ, để ngoài chóp này. Là để ngoài này nè đúng không? Đúng không? Vậy đúng không? Phải nói gõ ràng. Ai cho dịnh? Là không cho dịnh luôn hả? Ừ. Không cho dịnh luôn. À, có nghe để. Vậy là nãy giờ 2 lần rồi đó hả? Không, làm lại đi cho làm lại. Cho đó, cho đỡ đó. Cho làm lại đi. Sao ta? Nhanh đi. Anh đếm 1 tới 3 không để là thua đó nha. Chị nghĩ là để khăn bằng là được rồi. Bây giờ cứ để lại đi. Đừng có đụng. Đá nó đừng có đụng. Không cho đụng tay. Không cho đụng tay gì, để gì lên vậy luôn rồi. Một lần ơ đó vậy. Để nhẹ nhẹ thôi. Sao để mạnh quá vậy. Để nhẹ nhẹ thôi. Mà để nhẹ nó mới dính được đó. Còn để cái bọt vậy đó.
cho để ở trong cũng được, để ở ngoài cũng được, có nghe hai hai đầu cũng để luôn, rồi để trong luôn, để trong luôn. Bây giờ cứ làm nhẹ nhẹ chị. Cái này là cho em cầm rồi để lên được không? Đó đó. Đúng rồi. Thôi không có cho để méo qua, để cho giữ thăng bằng cái này cho anh Giang như vậy. Anh Giang nghỉ chơi à, rút tiền về à. Khoan khoan, từ từ. Một lần đó. Để hai lần. Rồi gớt rồi, sao vậy? Gớt rồi, còn lần cuối đó. Còn lần rồi hả? Ừ. Cố gắng lên coi. Anh đếm cho 1 2 3 này cho anh Giang nghỉ chơi nha. Thứ gì mà cho anh Giang ghét ghét cái thứ ăn chơi thôi, vàng thôi anh để em tự làm cho anh không, vào có ba, anh đừng có đụng nữa kìa. Để chị làm thử thôi. Ông cứt này ghê lắm. Đừng cho ông đụng. Nó nghe nào, ai kiếm ông kìa? Có đâu, thiệt ai kiếm à? Không kiếm đâu, cho 502 đó chị. Trời ơi, kêu để ngoài có hai trong nha. 502 mà nó liên quan gì, kêu gì trời, tức trời. Để nào, một lần cuối, một rồi, rồi. Thua đó, chút qua đã thua cuộc nha. Bây giờ để lại nè, để đây nè cho anh Liên Ngô. Trời ơi, qua là qua, cưng là tuổi gì? Liên Ngô ơi, em tuổi gì? Hôm qua thì dạ, dạng ăn cứt cọp mới chơi thắng tôi thôi. Bữa nay không có cái vụ đó đâu nha. Nè, bây giờ 1, 2, 3 nè. 1, 2, 3, để để nghiên cứu nhẹ nhẹ lên. Cố lên chị, cố lên. Chưa nhậu, tay nó gung. Chưa nhậu, tay gung. Chết rồi chưa. Cố lên chị, cố lên. 1, 2, 3, để ơi, buông ơi, buông. Một lần đó, chờ đợi lá bài lên lại. Bài hồi như hay. Bây giờ mình lỡ mà mình làm không được rồi, hồi á ông công thức ông làm không được luôn rồi sao chị? Thì cho mình, 500 ngàn. Mình chẳng lấy chấm này luôn không? Rồi, rồi, rồi. Một lần đó. Không có cách nào mà làm được hết trơn á, đâu có giữ được cái thăng bằng đâu mà làm. Làm sao mà giữ được thăng bằng là được à? Bên đây á, nó nè, bên đây thì nó chống trơn rồi, bên đây tự nhiên đưa cái cục sắt nặng xuống rồi nó gớt xuống rồi, tại rồi sao được. Thì đó, thì vậy người ta mới đố chứ bình thường ta đố làm gì. Trời trời, nó tức trời. Coi cái lá bài này có bị có cái gì không? Không, lá bài bình thường hết, mọi thứ bình thường hết chứ. Để đi chạy hai lần rồi, một lần này. Cho anh thôi, em phải nghe để coi anh ghê lắm, em phải kiểm tra. Thôi, anh này ta để ngay giữa đàng hoàng chứ không có cho để mà kia nha. Một lần đó. Một lần nè, lần thứ hai nha. Chết rồi. Cái này kiểu này chắc trả lời năm xị hôm qua. Hay, quá. Từ từ, em để trong đây em kéo từ từ ra được phải không? Được. Em có quyền phải không? Kéo sao tới đâu quá, tới ngoài ngọt đọt là được à. Hai lần. Ta kéo nhẹ thiệt nhẹ đi. Nó còn lần cuối cùng nha, còn lần cuối cùng. Trời ơi, Ly Ngô ơi, em tuổi gì, bữa nay em đâu có ăn gan hùm uống mật gấu hốt cái cọp này nó đâu mà được. Chú Ba thấy sao, thấy được không? Hồi nãy cứ để cho mẹ không được phải không? Không đâu, không được. Cái này là biết gì không? Được rồi nè. Lần thứ ba. Được rồi. Báo. Được rồi. Ủa, cái tay còn kìa ơi. Trời anh Giang. Ê, nói nghe là mình chơi á, mình lỡ mình chơi mẹo á, mình thua rồi thôi, mình chịu. Mình đừng có chơi anh Giang, ha. Giang gì? Đó, đó, bây giờ là đủ lần chưa, đủ 6 lần chưa? Đủ rồi. Đó, bây giờ thôi, lấy 500 lại nha. Tao dẫn tôi đi ăn nha. Em nói ai kiếm anh kìa. Ai đâu kiếm, không có dán nè, thua. Ai ngưỡng mộ anh kiếm anh kìa. Bây giờ 500 này lấy vô nha. Rồi, bây giờ anh làm cho tụi em coi đi trời. Trời ơi, chờ xíu đi, để anh giải cái mẹo cho coi. Nè, nghiên cứu đây, để anh vô lấy đồ, anh giải cho coi. Phải lấy đồ hả? Không có lấy gì hết trơn, bình thường thôi, nhưng anh vẫn làm vậy thôi. Chắc em 502 hôm qua đâu ơi. Mày nói gì chi vậy, hồi nãy chị nói rồi dụ ổng đi. Vì không lẽ giờ chị mình bao ổng đi ăn, ổng ăn khứ sang không mò sao mình trả tiền nổi. Rồi thôi chứ tôi mình... ăn là tôi ăn đi. Anh có thấy dữ không nào, bây giờ anh để đi nước đi. Rồi. Đó, bây giờ mà anh đặt lá bài nha, bây giờ em cầm luôn, anh cho em làm luôn. Vẫn rồi, được luôn. Okay. Thì cái mẹo á là hồi nãy anh có nói rõ ràng là làm sao á, mà lấy tay nè, đặt lá bài lên miệng ly. Là không cho đụng ly, không cho đụng lá bài, là cắm nắp để lên được. Đó, thì cái mẹo nè thì rất là đơn giản thôi, tại vì á biết rồi thì nó dễ lắm, còn không biết thì nó khó. Là sao? Thì cái mẹo này là mẹo bàn nhậu. Ví dụ á là trên cái bàn mà ngồi uống nhậu á thì có bia á, thì em rót ra đầy anh bài đầy một ly bia, hoặc là đầy một có nước á thì rót đầy một ly nước. Đó, thấy rót nước điều luyện cho nó. Rót đầy luôn nha. Tới mặt luôn. Sao lúc đầu anh không nói là có nước luôn đi cho tụi em biết. Ủa, bởi vì đó là người mẹo mà ta nói ra rồi thì thua, người ta thua làm sao, đúng nhưng không? Như vậy. Đó. Như vậy em biết sao? Đó.
vậy thôi. Trời dạ? ơi, nó tức á. Hồi nãy giờ em khát nước chết luôn á, mà nãy giờ không dám đi uống nước. Tại sao không nghĩ ra? Sợ mắc dẫn đi ăn. Nó nói bây giờ để cái nắp bia lên đây. Rồi bây giờ tự nhiên cái đem nước ra. Thì để nó bia lên đây. Sao nãy không nói á là vô cá độ là được đi. Sao nãy không chịu nói đi, tại khát nước muốn chết luôn. Thôi, ai kêu không đi lấy chị. Đó. Thôi giờ đưa ra tốt ngoại luôn rồi. Chị ơi, không được đâu chị ơi. Cho ông đợi, cho ông thức đợi đi. Nè, bây giờ để đưa tốt ngoài luôn nha, nhìn nha. Nè. Rớt là anh thua 500. Em kể không? Nửa nắp bia thôi, cái gì mà vô trong với vậy? Nè, muốn tới ngoài. Lết ra. Lê ơi, em tuổi gì đi, nó. Chị, tối nay em có công chuyện em đi về nha. Đó. Phải không? Cái này là cái mẹo của ta thôi, tại vì á là có cái nước vô nè là nó sẽ hít cái lá lại bên đây lại. Mà đỡ cái gì rất là nặng là bên đây luôn vẫn được. Thôi giờ em để tuốt ngoài luôn vẫn được nè. Đó, đã chấp nhận thôi chưa? Không, bây giờ cái này nè. Tối nay ăn đi, ăn hủ tiếu nha anh. Trời, cho ăn cái gì mà có bia uống rượu với cho tiền cho nó hủ tiếu trời. Em nói là dắt anh đi ăn mà chưa nói là dắt anh ăn cái gì đúng không? Không, hồi nãy có nói rồi nhưng mà không có chịu ăn cháo lòng, ăn chịu ăn hủ tiếu. Rồi, thôi dù gì bữa nay cũng được tô hủ tiếu. Nè, nước này qua uống đi qua. Rồi, nước này nước gì vậy? Hả? Nước này nước gì vậy? Anh múc dưới cấm á. Này uống không có vô đâu chơi, uống vô khùng luôn á. Khùng luôn á. Rồi, bữa nay cái mẹo đơn chơi đơn giản vậy thôi. Một nhớ nha, nhớ. Cái này nè thì em có thể là đi áp dụng như đang mốt có đi nhậu nè đó. Trời thì áp dụng thua có hai đứa và thua có tô hủ tiếu. Tô hủ tiếu 40.000. Đứa 20.000. Không ăn tô hủ tiếu phải có giò nha. Đứa 20.000 hôm qua hai đứa ăn hết 1 triệu. Trời xứng đáng. Thôi ngồi chơi nha. Trời đi vô. Để đi kiếm người khác cá nữa. Cái này người ta gọi là cua hiên trả đĩa đó. Rồi đi về. Trời ơi.